Xin chào quý vị các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xào món gà chọi. Gà chọi xào với ớt ngọt. Cái món này nó sẽ khác cái món mà gà chọi xào sả ớt hôm qua chúng ta làm. Gà chọi xào ớt ngọt thì chúng ta sẽ lấy cái phần lườn đó, phần này thịt nó sẽ mềm hơn, còn cái phần xào sả ớt thì người ta sẽ lọc để lấy toàn bộ cái da cũng như là phần thịt đùi của nó. Đầu tiên chúng ta sẽ cho gia vị vào. Gia vị thì chúng ta thích ăn cái gì chúng ta cho cái đấy. Nước mắm, bột canh, muối. Ai ăn được cái gì thì cho cái đó. Tùy sở thích của mỗi người. Và hôm qua thì chúng ta sẽ cho sả vào sau, riêng cái món này chúng ta lại cho sả vào trước, xác khác với cái món xào sả ớt. Nói chung là mỗi người làm một cách, nhưng mà cái cách của chúng tôi làm thì rất là ngon. Chúng ta có thể tham khảo để làm. Chúng ta trộn đều và chúng ta sẽ ướp gia vị trong vòng 10 phút. Thì khi mà chúng tôi ướp gia vị thì chúng tôi sẽ bấm máy tạm dừng để không mất thời gian của quý vị. Sau khi mà hết cái thời gian ướp gia vị xong thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện món xào gà chọi xào ớt ngọt. Đấy, tạm thời đây là phần trộn gia vị xong rồi. Đây là phần ớt, đây là ớt ngọt. Xào ớt ngọt này thì không cần đến hành. Ta lắc máy nhiều. Rồi, tạm dừng rồi. Chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bật lửa lên cho nó khô nước ở trên cái chảo nhé, trước khi chúng ta cho mỡ vào nhé. Nhiều người đang còn nước lạnh như này mà chúng ta đổ mỡ vào thì nó sẽ bắn lên mặt của mình. Ta cho nhiệt độ giảm xuống một tí để nó khỏi. Khi nào mà chúng ta chọc cái đũa vào mà thấy nó tăm tăm lên, nó sôi sôi tăm tăm lên trên đây chiếc đũa của mình á, đấy, run run mà nhìn thấy như này là được, như này là lúc đó chúng ta cho vào là được, chứ đừng để nó già quá nó bắn lên mặt mình. Ta đảo đều tay để nó được thịt nó không chín đều, đồng thời nó cũng không bị bắn dầu mỡ lên mặt này. Nếu cái phần lườn của nó thì khi thịt nó chín nó màu nó sẽ có cả phần trắng là phần đỏ, bởi vì cái phần lườn của nó là thịt nó mềm hơn, nó khác cái phần đùi. Nhưng mà cái video trước chúng ta quay video trước
Đấy, ta thấy là bây giờ rất là thơm ngon rồi. Thịt gà trọi ngon nhất là khi mà nó đã lớn trưởng thành hoàn toàn rồi, hoặc là nó đá một vài trận rồi thì nó ăn nó sẽ ngon. Thứ hai nữa là mua thịt gà trọi thì chúng ta nên mua cái thịt mà những con gà mà chúng ta biết họ nuôi họ không cho ăn thuốc thì những con gà đen rất là tốt. Thật sự ai thật sự đang quay video. Gà không cho ăn thuốc ấy, chứ còn những cái gà mà người ta cho ăn thuốc lung tung mình ăn không tốt cho sức khỏe. Thường thường ấy, thịt gà trọi thì chất lượng gần như là tốt nhất, bởi vì người ta chỉ cho ăn lúa hay là chấu chấu hay là thạch sùng hay là thịt bò, nói chung là đồ ăn của nó rất an toàn, người ta không cho dám cho ăn cái gì liên quan đến tăng trọng gì đâu. Chỉ có lúc đi đá thì có những người bậy bạ người ta cho uống thuốc gì đó. Nếu mà chúng ta biết con gà chắc chắn an toàn thì chúng ta mua thì ăn rất là tốt. Phần đa thì gà trọi là những người ta muốn dùng lâu dài, người ta không có cho uống thuốc. Người dân những người mà người ta cá độ gì đó tiền lớn thì người ta mới cho thuốc thôi. Như này là nó đã chín rồi, khi nó chín thì chúng ta cho ớt ngọt vào, tuy nhiên là để cho nó thơm hơn nữa chúng ta cho nó xem xém cái chả một tí nữa thì nó thơm ngon hơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho ớt vào. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một vài phút nhé. Để này thì lúc mà cần xem phút là phải đi xuống thế mới biết thôi. Cho ớt vào. Cho cái ớt này nó rất là đẹp mắt, ăn thì nó lại không cay như ớt kia nên là mọi người đều có thể ăn được. Rồi chúng ta sẽ ăn thử xem là chất lượng của nó đã đạt yêu cầu chưa. Mùi rất là thơm, có mùi thơm của cả sả và cả ớt. Anh cầm em.
rất là ngon, rất là ngon, không có cay. Cái ớt này ớt ngọt mà đâu có cay. Để tiếp tục là sẽ cái video tiếp theo sẽ giới thiệu cái món canh lá lằng hay còn gọi là sâm nam. Món này chỉ có ở các cái tỉnh miền Trung thôi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa gì đấy, mấy cái tỉnh miền Trung thôi, những cái tỉnh khác sẽ không có.